Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Đà Nẵng có rất nhiều lớp học tình thương dành cho những hoàn cảnh khó khăn ở nhiều lứa tuổi. Và lớp học cộng đồng của Trung tâm Từ thiện thuộc Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng là một địa chỉ mang lại con chữ, kiến thức với nhiều tình cảm yêu thương rộng rã suốt nhiều năm trời. Và chuyện trong phố kỳ này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến thăm những lớp học cộng đồng tại đây để hiểu thêm về môi trường học tập tại trung tâm. Xin chào anh Đặng Hữu Bảo ạ, rất là cảm ơn anh đã nhận lời tham gia cùng với chương trình. Và trong chương trình hôm nay thì anh có thể chia sẻ lớp học cộng đồng này được ra đời như thế nào ạ? Ban đầu là những bạn giáo viên được mời về để dạy cho trẻ ở tại trung tâm. Thì sau đó thì có một số bạn ở bên ngoài là có cái nhu cầu học. Thì ban giám đốc cùng với bạn với cái đơn vị tài trợ là cái tổ chức trại tiểu thơ của Hoa Kỳ. Thì sau đó thì thống nhất là mình sẽ dạy cho miễn phí cho một số bạn ở cái bạn có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở quanh khu vực của trung tâm. Trong cái thời gian hè thì có mở thêm một cái lớp dành cho học sinh tiểu học, tức là từ lớp 1 đến lớp 5, và các bạn học ở đây là buổi sáng và buổi chiều. Nếu trưa gia đình có điều kiện đón về thì đón về, không có điều kiện đón về thì ở lại trung tâm, nói chung là cũng ăn cơm ở trung tâm. Một góc bình yên nằm trên đường Thanh Huy 2, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng là mái ấm, nơi chốn ăn ở, sinh hoạt, học tập của gần 60 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và những căn phòng nơi đây còn là nơi học tập, bổ túc kiến thức văn hóa và kỹ năng của gần 130 em học sinh ở các cấp lớp. Sạch sẽ, gọn gàng, mát mẻ, thân thiện chính là những ấn tượng cơ bản mà các lớp học này mang lại. Ngoài tiếng Anh, tin học, lớp học cộng đồng tại Trung tâm Từ thiện thành phố Đà Nẵng còn giảng dạy các môn văn hóa như toán, lý, hóa cho các cấp lớp, và điều quan trọng là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, ở những lúc cao điểm, trung tâm còn có buổi luyện thi hết cấp và đại học cho những em có nhu cầu. Đến với lớp học cộng đồng với học phí bằng 0 đồng này, nhiều thầy cô giáo đã chấp nhận mức thù lao nhỏ bé, thậm chí là con người còn dạy miễn phí. Thế nhưng, mức độ tận tụy, sự chăm chút cho giáo án và quan tâm đến từng em học sinh không thua kém bất kỳ lớp học bình thường nào. Có khi thời gian và tình cảm yêu thương còn được san sẻ nhiều hơn, bởi nhiều học sinh của lớp học cộng đồng không chỉ có tình trạng kinh tế gia đình khó khăn, mà không ít trong đó có những cảnh ngộ vô cùng đặc biệt. Còn lớp tiểu học của em là chỉ tham gia học hè ở đây, vì là trong năm là các em tham gia hai buổi ở trường rồi, là hè mới tới đây thì kế hoạch của em thì trong năm cũng chuẩn bị giáo án hè cho các em rồi. Đồng thời là những phương pháp học mà ở trên trường mới thì mình cũng học hỏi, mình áp dụng vào cho các em. Với lại là bổ trợ thêm nhiều cái kiến thức mới ở ngoài sách giáo khoa nữa, chứ không chỉ là kiến thức trong sách giáo khoa. Trong cái thời gian giảng dạy thì mình nhìn thấy rõ từng cái bước đi của trẻ, những cái sự tiến bộ. Tức là khi các em vào đây thì các em cảm thấy rất là rụt rè, các em không có tự tin mạnh dạn để giơ tay phát biểu hay là chia sẻ những cái khó khăn trong cuộc đời mình. Nhưng mà sau đó dần dần khi mà các giáo viên dành thời gian cho các em thì các em bắt đầu mạnh dạn hơn, cởi mở hơn, học tập cũng sôi nổi hơn, và có rất là nhiều em thay đổi cái thành tích học tập của mình, và các em cũng chia sẻ những cái khó khăn mà các em gặp phải cho giáo viên. Việc đến với lớp học cộng đồng, gặp gỡ bạn bè, thầy cô đã trở thành thói quen không thể thiếu và niềm yêu thích của rất nhiều em nhỏ. Cô giáo rất là tốt bụng và hài hước. Cô dạy rất là dễ hiểu. Trong giờ học, cô thường cho chúng em chơi những trò chơi trí tuệ giúp chúng em hiểu bài dễ dàng hơn và không gian không còn căng thẳng nữa. Em mong muốn là học tập của em sẽ được học sinh giỏi và phát huy tốt hơn, sẽ vô một cái trường đại học tốt. Khi học ở lớp này, con cảm thấy rất là vui và thoải mái. Cô dạy rất là tốt, kiến thức rất tốt, rất dễ hiểu và thân thiện, cô giáo rất thân thiện và tốt bụng.
quý vị và các bạn, không chỉ là truyền đạt con chữ kiến thức cần thiết phục vụ các môn học tại trường, những lớp học cộng đồng còn là nơi trao đổi, chia sẻ, hướng dẫn những kỹ năng sống và ít nhiều cũng giúp các em nhỏ có cơ hội được nói lên tiếng nói của mình để người lớn có thể được giúp đỡ, hỗ trợ mỗi khi các em gặp những vấn đề còn vướng mắc trong cuộc sống. Trung tâm mà xây dựng được 10 năm thì có một cái số trang thiết bị bây giờ nó thực sự là nó xuống cấp rất là nhiều. Ví dụ như máy vi tính là sử dụng 10 năm rồi thì nó hay hỏng hóc. Còn mọi những cái thứ khác như bàn, ghế, sách vở, bút viết hay là thậm chí là những màn hình thì chúng tôi cũng có xin các đơn vị tài trợ và cũng được nhận được sự tài trợ thì nó ít thôi, nhưng mà đó cũng là cái nguồn động viên rất là lớn để duy trì cái lớp học này. Đã thực hiện tốt nhiệm vụ và để lại dấu ấn hơn cả vai trò của những lớp bổ túc văn hóa, các lớp học cộng đồng tại Trung tâm Từ thiện thành phố Đà Nẵng không chỉ góp phần nâng cao thành tích học tập của các em học sinh, giúp các em mạnh dạn, tự tin thể hiện và cố gắng thực hiện ước mơ, hoài bão, cung cấp cho các em những kỹ năng cần thiết để bảo vệ mình và sống chan hòa với mọi người xung quanh. Hơn hết, đã để lại trong nhiều em khi đã trưởng thành từ lớp học sự trân trọng, biết ơn, khơi lên trong các em tinh thần, nỗ lực vượt khó. Sau này khi có điều kiện, sẽ giúp người, giúp đời. Cái tính nhân văn nó và cái đạo đức của nó loan tỏa, tôi cho như vậy. Vì sao? Vì các cô, các thầy và các em nó có sự đồng hòa, nó hiểu biết được cái xã hội và gia đình cũng nhà trường, nó kết hợp hài hòa những vấn đề như vậy. Thành tôi cho là cái giá trị đó là trước hết về đạo đức và nó làm lại sống lại cái tuổi trẻ nó có điều kiện, nó không bị ức hạn chế trong mỗi cái môi trường, hoàn cảnh của mỗi gia đình. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong công tác từ thiện, thế nhưng với sự nỗ lực của Trung tâm Từ thiện thành phố Đà Nẵng, các lớp học cộng đồng sẽ tiếp tục vang lên những tiếng giảng bài miệt mài và những gương mặt tươi sáng, tràn đầy hy vọng sẽ tiếp tục đến lớp trong tình cảm yêu thương, chân thành, ấm áp giữa thầy cô, bạn bè. Sắp tới nếu có điều kiện nữa thì tôi sẽ dạy cho các em thêm cái môn tức là môn văn, về văn hóa là môn văn và một số môn khác, còn về cái và dạy cho các em về kỹ năng mềm, đó là kỹ năng sống hiện nay là còn nhiều, tôi tổ chức một cái kỹ năng mềm để cho các em biết những cái, ví dụ như là có thể là nấu nướng hoặc là làm những cái món ăn đơn giản hàng ngày đối với học sinh mà bắt đầu vào cấp 2. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng với sự nỗ lực không biết mệt mỏi của trung tâm, tinh thần dạy và học tập tận tụy và hết mình, cùng với sự giúp sức sẻ chia ngày càng nhiều hơn của cộng đồng, xã hội, hiệu quả của những lớp học cộng đồng như thế này sẽ thực sự được duy trì và lan tỏa đến thật nhiều học sinh ở từng phân cấp. Và đây sẽ là địa chỉ yêu thương không chỉ giúp các em xử lý những chỗ còn vướng mắc trong quá trình học tập, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong sự sẻ chia và tình cảm thương mến. Và đến đây thì chương trình kỳ này cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Chuyện Trong Phố kỳ sau.